anh thế giới biết một điều rằng anh đã yêu em, thương em nhiều bao nhiêu. Dù đôi khi anh khiến đôi mắt nay phải muộn phiền, nhưng sau bao vấp ngã mới nhận ra anh là người con gái đã chẳng ai có được. Your body, everybody, work it. Được mang tên Tí Hỷ. Tí Hỷ khai thác bức tranh đám cưới chuột của làng tranh dân gian Đông Hồ để kể về câu chuyện ngày cưới trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Áo Nhật Bình, kiểu rước dâu, tráp long phục, tất cả được khoác lên mình chiếc áo mới bằng những kỹ thuật hiện đại, song bên cạnh đó vẫn giữ được những giá trị cốt lõi lâu đời. Tí Hỷ mang đến khái niệm về nghệ thuật truyền thống bền vững, không chỉ là bảo tồn và phát huy, mà còn là sứ mệnh mang văn hóa Việt Nam hội nhập cùng bạn bè quốc tế. Salvation, can we find
confusion. Need a resolution. Can we find our way back? Way back.
thịt là trời ý. Mà tên góc cạnh không góc chân, lướt ngang qua các em lại khóc thét. Bọn anh toàn sẽ có một tên khác chỉ văn thôi. Bọn anh thích ăn gì anh trả lời với con là ăn chơi. Bước vô club thì tình cảm đội anh là đi vào. Dính ngay với sản trình cổ mà anh chẳng biết là khi nào. Ê trăng gầm, chỗ mà người ta sang trọng mình nhìn vô là thấy sang liền, nhìn vô là biết Việt kiều liền.